Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này thì bên em xin phép giới thiệu cho anh chị về một ông vua một thời, là ông vua trong phân khúc MPV, là xe Innova. Thì Innova bây giờ sẽ không còn được hot như ngày xưa nữa, tuy nhiên thì vẫn đáp ứng. Innova cũng là một trong những dòng xe mà đáp ứng cái nhu cầu khá đặc thù của một số cái tệp khách hàng ở Việt Nam, ví dụ như là công ty cũng như là các công ty này, các hộ kinh doanh, và cũng như là một số người dùng yêu thích cái sự rộng rãi về và cái tính năng vận hành của Toyota Innova. Nên là bên em cũng doanh số khá ổn định, tuy không được như ngày xưa nữa, mất đi trong 2 năm vừa qua thì 2 năm dịch, nên là cái lượng khách hàng mua xe Innova để chạy dịch vụ thì cũng mất đi khá nhiều, nên là bên em sẽ không còn đạt được doanh số như ngày xưa. Tuy nhiên là cũng doanh số khá ổn định, bởi vì có những khách hàng khá trung thành với cả chiếc xe Innova này. Cụ thể như là các công ty Hàn Quốc, các công ty Trung Quốc, các công ty Việt Nam, cũng như là các gia đình, hộ gia đình yêu thích sự rộng rãi. Nếu mà nhà mình có 8 người, 8, 9 người thì ngồi chiếc Innova này là một chiếc ngồi rộng rãi và thoải mái nhất. Thì Innova này được phân phối thị trường Việt Nam, lắp ráp trong nước và vẫn đang được giảm thuế trước bạ 50%, áp dụng đến hết 50%, 50% áp dụng đến hết 31 tháng 5. Và xe thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, là một phiên bản số sàn 750 triệu, phiên bản trước mặt chúng ta đây 2.0G là có giá niêm yết là 879 triệu, 865 triệu. Còn phiên bản một phiên bản nữa, phiên bản 2.0 Venturer có giá niêm yết là 789 triệu. Còn một phiên bản nữa là phiên bản bên em bán ra là cực ít, là 989 triệu. Thì phiên bản chúng ta đây là phiên bản 2.0G, có giá niêm yết là 865 triệu, là phiên bản bán ra nhiều nhất thì để hiện tại. Và màu trước mặt chúng ta đây là màu bạc. Thì sau khi ra Tết thì tất cả thị trường xe, tất cả các hãng, không chỉ riêng gì Toyota, đều đang bị thiếu mất cái nguyên vật liệu để sản xuất xe. Và cụ thể ở đây là chip thì đang bị thiếu khá nhiều. Và cũng thời điểm này là đang là thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3, thì cũng là thời điểm còn 2 tháng nữa, 2 đến 3 tháng nữa để đến cái hạn giảm thuế. Là cũng là thời điểm càng sát thời gian giảm thuế thì là cái nhu cầu mua xe càng lớn, và mà lại đang bị thiếu nguyên vật liệu như này. Nếu mà anh chị nào cần có nhu cầu mua xe và tham khảo xe sớm thì liên hệ với em số hotline trên màn hình nhé. Em sẽ tư vấn cho anh chị làm sao cái thời điểm mua xe nó hợp lý nhất. Ngoài ra thì xe Innova này bên em đang hỗ trợ trả góp lên đến 80-90% giá trị xe. Nên là anh chị nào muốn em tư vấn thêm về cái trả góp, như gửi bảng trả góp này, gửi cái chi phí ban đầu, chi phí lãi, hay là thêm một số về lịch xe cũng như màu sắc xe, giá xe chính sách, thì có thể liên hệ với em một số hotline trên màn hình. Em sẽ xin phép là tư vấn anh chị cụ thể hơn. Ở trong video giới thiệu nhanh như này thì em xin phép là giới thiệu những thông tin sơ bộ như vậy, và hẹn anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.